Thành Luân đang rất vinh dự được đón tiếp anh Nhơn và gia đình về với cơ sở của đồ gỗ Thành Luân, mua và ký nhận một cây đồng hồ bằng gỗ mun các bác ạ. Đấy, một trong 4-5 cây đồng hồ này thì anh chị đã ký nhận một cây đồng hồ bằng gỗ mun rồi, mang thương hiệu của Thành Luân. Thì nhân cái dịp ngày Tết gần đến thì Thành Luân có tặng quà cho anh chị, đó một phần quà rất chi là giá trị, tuy nó nhỏ thôi giá trị rất chi lớn. Đấy, ví dụ như là cây đốc lịch này, kích thước cao 81 và ngang 46, đấy, dày 4 phân bằng gỗ hương, đục thuận buồm xuôi gió và đục ông Phật, đấy, hoặc là khay trà, hoặc là cái đồng hồ treo tường. Về với cơ sở Thành Luân thì các bác có rất nhiều các sự lựa chọn các bác ạ. Hôm nay là anh Nhơn đã đại diện cho gia đình ký nhận cây đồng hồ của đồ gỗ Thành Luân. Đấy, thì là chúng tôi nó tặng anh chị một sản phẩm này. Đấy, xem là anh cầm cho em nên cái anh chọn cái nào anh cứ cầm đi. Cần thiết thì mai em chở cùng ấy cho. Vâng, ok, anh cứ ký vào cho em. Anh lại cầm cái bút anh ký vào cho em. Anh ở đây đây anh. Chuẩn bị bước sang năm mới thì chị cứ được cho em. Có dịp mà được tặng quà cho anh chị, món quà của nó cũng trị giá 2.500.000 đồng, cái đốc lịch này của bên em vẫn bán. Và thay mặt cơ sở đồ gỗ Thành Luân em trân trọng cảm ơn anh chị và xin kính chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn ạ. Ok anh chị. Và như vậy là vâng, anh ký vào cho em đây, em dựa cái đồng hồ để mai nhớ. Vâng. Đấy, dựa vào cây đồng hồ này để mai nhớ. Đấy, cây đồng hồ bằng gỗ mun. Đấy, hôm nay anh chị ký nhận đồng hồ bằng gỗ mun các bác ạ. Đấy, đồng hồ bằng gỗ mun máy cơ của Đức, hàng cực kỳ là đỉnh cao và giá trị rất chi là cao các bác ạ. Đấy, cây đồng hồ này cơ sở Thành Luân được bán cho anh chị 125 triệu đồng. Vâng, thông tin chi tiết hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Thành Luân. Thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.